anh chị và tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Trường Thịnh, là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là trên ngành nuôi tôm. Hiện tại Thịnh đang hoàn công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn OVS và phụ trách thị trường thủy sản Gai, phụ trách chi nhánh OVS Mỹ Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Buổi sáng ngày hôm nay Thịnh có giao đơn hàng Bigon cho farm nuôi. Thì ngày hôm nay ngày rất tuyệt vời, farm nuôi đã cố gắng không ngừng cùng với các quy trình cũng như là anh em team OVS Bạc Liêu. Hôm nay là farm nuôi đạt mốc 90 ngày. Và sau đây Thịnh mời quý chị và các bạn cùng xem tôm, kiểm tra xây tôm 90 ngày. Với cái điều kiện nuôi là không thuận lợi, đó là độ mặn rất là thấp, cùng với thời tiết là mưa nhiều. Lúc dèo tôm thì farm nuôi dèo độ mặn là 3 phần ngàn, và hiện tại trong ao nuôi chỉ còn có 1 phần ngàn thôi. Và sau đây mà Thịnh mời quý chị và các bạn cùng xem tôm vụ nuôi độ mặn thấp như thế nào. Sau đây Thịnh mời quý chị và các bạn cùng xem tôm. Đây là ao số 1. Khu này thì có 3 ao nuôi. Kiểm tra tôm ao số 1. Xem xây tôm như thế nào. Hiện tại giai đoạn di đích này farm có xài đàn Bukuta cộng với Camphipot là bộ tôi kết hợp hoàn hảo, kích thích ăn nhiều, lột nhiều, tăng trọng nhanh. Màu sắc rất đẹp, rau dưa đầy đủ. Kiểm tra ao số 2, xây tôm ao số 2. Quá tuyệt vời, ba ao về mốc 90 ngàn. Tôi đang sử dụng thức ăn rất là đặc biệt, thức ăn của Mỹ, cũng là thức ăn Cagil. Với mật độ nuôi ao số 1 xây tôm được 34 con thì với mật độ nuôi là khoảng 100 con trên một khối nước. Còn ao số 2 thì xây tôm 38 con thì với mật độ nuôi là khoảng 110 con trên một mét khối nước. Đặc biệt cao số 3 này dày nhất, cao số 3 với mật độ nuôi là 130 con trên 1 mét khối. Đang kiểm tra. Ao số 3 này xây nhiêu con? Ao số 3 mật độ 130 con trên mét khối thì hôm nay 90 ngày xây 40 con. Kết quả như vậy là tuyệt vời rồi. Video của Thịnh đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý chị và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Nếu cần Thịnh tư vấn hỗ trợ, xin liên hệ với Thịnh theo số 0939 47 8333. OBS Bạc Liêu. Yes.